Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, cho đến hiện nay, câu chuyện tình tay tư tay lăm ở xứ sở La Phong vẫn chưa có hồi kết thúc. Có rất nhiều quý khán thính giả đã đưa ra những cái lời dự đoán và câu chuyện tình này sẽ kết thúc theo một kịch bản như thế này, như thế kia. Và bản thân mình từ trước đến nay vẫn cứ tự hào rằng mình có một cái giác quan thứ sáu, có một cái linh cảm rất tốt và đến khi có thể đưa ra những cái dự đoán nó khá là chuẩn xác. Nhưng đến giờ phút này thì nói thật với các bạn rằng mình cũng không biết rằng câu chuyện tình này nó sẽ có một cái kết thúc như thế nào, không biết nó sẽ đi đâu về đâu. Bởi vì như các bạn biết đó, chỉ có trong một vài ngày thôi đã có bao nhiêu những sự kiện xảy ra. Cứ tưởng rằng Hùng và Ngân đã làm lành với nhau và câu chuyện này có thể là sẽ có một cái kết thúc rất là ok. Tuy nhiên như các bạn đã biết, chỉ trong có một vài ngày thôi thì cô em Ngân của mình đã có những cái thay đổi bất ngờ. Các bạn cũng biết rằng trong cuộc đời của mình có rất những cuộc tình của ai. Bất kể con người nào cũng vậy, cũng có một vài cuộc tình và đôi khi những cái cuộc tình đó rất là éo le, rất là trớ trêu. Cách người mà mình yêu thì lại không thể lấy được. Và đôi khi mình lấy một người làm vợ mà người đó mình chẳng yêu một chút nào. Bởi vậy mà mới có câu nói rằng tình đầu và tình cuối. Ở đây tình đầu và tình cuối như thế nào? Một bạn tên là Centic hôm nay đã đưa ra một cái lời bình luận như thế này. Ồ, cái anh chủ kênh YouTube này có cái chuyện tình của mình hay như thế mà toàn giấu khán giả thôi. Lần sau anh phải kể đấy nhé. Vâng, và sau khi xem cái video số 367 thì bạn Centic đã đưa ra một lời bình luận như vậy. Mình nhớ rằng trong cái video số 367 này á, mình có kể một chút về cái câu chuyện tình đầu đời của mình. Đó là mình yêu một cái cô gái người Hoa tên là Võ Ái Khanh. Vâng, cái câu chuyện đó thì rõ ràng như các bạn biết đó, cái tình yêu của mình đã 46 năm nay rồi nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn ở trong đầu mình. Đây chính là tình đầu và mình nghĩ rằng nó cũng là tình cuối, đúng không các bạn? Bởi vì trong 46 năm đó thì khi mà bắt đầu yêu nhau từ năm đến chia tay nhau từ năm 1978 thì đến năm 11 năm sau đó mình vẫn đi tìm và mình đi tìm đến tận sang Trung Quốc, hết cả đến mấy tỉnh ở Trung Quốc và sau đó quyết định còn sang cả Hồng Kông để tìm vào trong trại tị nạn, sau đó để đến muốn đi sang đến đất nước thứ ba để tìm người yêu của mình mà cách đây tận gần nửa thế kỷ. Và các bạn biết không, đến bây giờ cái ước muốn để đi sang đến nước thứ ba để tìm lại người yêu của mình đã đi được sang đến đây rồi đó, nhưng mình vẫn không thể tìm được bóng hình người mình yêu dấu. Đó chính là tình đầu và nó cũng là tình cuối. Chính vì vậy, khi mà các bạn lấy vợ, các bạn có những cái câu chuyện tình như vậy, thì khi các bạn lấy vợ đi chăng nữa thì ngủ với người vợ của mình, nhưng trái tim của các bạn vẫn hướng về cái tình đầu của các bạn mà thôi. Đó chính là sự bất công trong những cái câu chuyện tình mà có rất nhiều những cái gia đình đã tan vỡ vì những cái chuyện như vậy. Vâng, ở trong câu chuyện tình đang diễn ra hiện nay, mình cũng đang lo sợ những cái kịch bản như thế sẽ xảy ra. Chẳng hạn như nếu Tám Trang khi khỏe lại, trở lại được bình thường, cô gái này có thể quyết định lấy Tuấn hoặc quyết định lấy thầy giáo Tân chẳng hạn, thì cả cuộc đời của Tám Trang, trong lòng của Tám Trang, trong trái tim của Tám Trang cũng chỉ có hình bóng sinh viên Hùng mà thôi. Mặc dù có thể đêm đêm nằm với chồng của mình đấy, nằm với người chồng của mình đó, người chồng đó có thể là thầy giáo Tân chẳng hạn, nhưng trái tim của Tám Trang vẫn hướng về sinh viên Hùng. Cũng trong mấy ngày qua thì có rất nhiều quý khán thính giả nói rằng Thuyết rất hay nhắc đến Đông Nhi và có vẻ như Thuyết đã yêu Đông Nhi rồi. Nhưng các bạn biết đó, mình vừa kể câu chuyện đó thì có lẽ các bạn hiểu rằng trái tim của mình vẫn đang hướng về người nào thì các bạn tự hiểu rồi, đúng không ạ? Một bác mà ngày hôm qua mình đã chia sẻ câu chuyện, chồng của bác ấy đã bị bệnh teo não và khi mà mình đưa ra lời bình luận thì bác ấy đã nghe được, bởi vì chắc bác ấy có tuổi rồi cho nên là không biết ghi tên tuổi của mình. Bác ấy có nói như thế này: xin gửi lời chúc tới chú Thuyết nhé. Tôi nghe được những lời chú nói cho tôi rồi. Rất cảm ơn chú. Tôi rất mong chú lấy cô Đông Nhi. Vì những người béo rất là khỏe. Bản thân tôi bây giờ 72 tuổi rồi mà cân đối
cũng được 70 kg, nhưng trong người tôi không có bệnh tật gì cả, chỉ có chồng tôi bị bệnh teo lão thôi chú ạ. Tôi 72 tuổi nhưng chưa phải uống thuốc nào cả, mong chú đừng chê những người béo nhé. Tôi rất thích cô Đông Nhi đấy. Chúc ba bố con của chú mạnh khỏe và bình an. Vâng, xin cảm ơn bác rất rất nhiều. Vâng, các bạn biết không, đó, một bạn đó cũng khuyên bảo mình, một bác đó cũng khuyên bảo mình lấy cô Đông Nhi để làm vợ. Thì ở đây nói về chuyện Đông Nhi thì mình cũng xin kể về đôi chút về Đông Nhi như thế này. Mấy ngày hôm nay Đông Nhi trước khi đi ngủ bao giờ cũng gọi điện cho mình. Và sau đó thì cô gái này đã thành một cái thói quen là sẽ bật YouTube để nghe những cái video của mình làm trong ngày. Các bạn ạ, thì vào buổi tối ngày hôm qua mình nhận được cuộc điện thoại của Đông Nhi, thì mình vừa bật máy thì một cái là Đông Nhi đã coi như là hỏi tội ngay mình rồi. Đông Nhi muốn nói tới cái câu chuyện mà mình chê Đông Nhi là cân vội được 100 kg ấy, và nói rằng những cái người mà béo thì thường thường là hay vụng về, rồi thì không biết chiều chồng, rồi thì có thể là lúc nóng giận lên thì cầm eo lém vào bờ tường thế nọ thế kia. Đông Nhi phản đối rất kịch liệt và Đông Nhi nói rằng là anh cứ chê những người béo tốt, anh thử coi như là lúc, và anh lúc nào cũng khen cô em Ngân của anh là coi như là trẻ đẹp, rồi có nhiều người theo đuổi thế nọ thế kia. Nhưng mà em nói cho anh biết rằng là cô em Ngân của anh á, chỉ là đẹp vì cái lụa cái là thôi, chứ còn thì nếu mà coi như là không vì lụa về là thì cô em của anh không thể so sánh được. Em hơn cái cô em của anh 2 tuổi nhá. Nhưng em nói với anh nghe, em cái nét đẹp của em là nét đẹp tự nhiên. Anh nhìn em xem, em 56 tuổi nhưng em vẫn phơi phới ra, nét đẹp hồng hào tự nhiên, bởi vì em vận động, em ăn uống điều độ, em vận động và em tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, sử dụng tất cả những cái gì coi như có được trong thiên nhiên là em sử dụng những cái thứ đó, chứ em không sử dụng những cái vật chất như đi ra chợ mua bán ăn uống như cô em của em. Cô em của anh. Bởi vậy anh đừng bao giờ khen cô em của anh là đẹp thế nọ thế kia. Đây này, anh nhìn lại em đây này, phơi phới này. Em ở bên Tây Tạng, đàn ông xếp hàng dài hàng lũ lượt, em không thèm chấp. Mà em thích anh thôi, bởi vì anh là cái mẫu người đàn ông em rất là mê. Người mình cá chấm thì nó mới khỏe. Còn anh cái lúc nào bảo là em lấy bác sĩ Trần đi. Bác sĩ Trần dáng vẻ thư sinh mà coi như là chỉ là được cái mẽ, chẳng qua bác ấy uống nhiều thuốc bắc là nhìn cái hồng hào thôi. Còn đêm mà bác sĩ Trần mà làm một quai thì coi như bò bằng đầu gối, thở không ra hơi. Đấy. Còn anh thì có thể là làm cho tất cả những phụ nữ đàn bà có thể là thỏa mãn được. Đông Nhi khi nghe cái video mình chê Đông Nhi thì coi như là Đông Nhi rất là bức xúc. Thì mình có bảo, rồi bây giờ anh nói em này nhá. Em đã từng nghe ở người Việt Nam có câu ca dao là cái gì nhỉ? Những người thắt đáy nước ong đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Cô kia béo trục béo tròn, ăn vụng như chớp, đánh con chửi chồng. Em đã từng nghe những câu ca dao của người Việt Nam nói như vậy chưa? Đồng nhìn lúc này là phòng mang trọng mửa. Mình coi như là thực sự là chỉ nghe qua điện thoại thôi, nhưng mà cũng hình dung ra hình dáng của Đông Nhi bị bức xúc là đến mức độ như thế nào. Đồng Nhi bắt đầu nói, anh bảo nưng ong, thắt đáy nưng ong như tám trang hả? Tám trang coi như lả lướt, coi như làm cái gì cái mẫu người đó thì coi như đi lấy chồng cũng chẳng giúp được gì cái gia đình nhà chồng cả, yếu lả lướt như vậy, coi như làm cái gì coi như là hỏng cái đó chứ làm cái gì đâu. Còn em á, tất cả từ A đến Z em làm được hết nhá, tất cả từ việc đồng áng nấu ăn, tất cả mọi thứ, anh không tin em nấu các đồ ăn món ăn của người Tây Tạng ăn chỉ có mê ly mà thôi. Còn bây giờ cho tám trang nấu ăn xem biết nấu mà ăn món gì nào. Chiều chồng ở đâu? Chiều chồng mà không biết nấu ăn thì coi như chiều cái gì? Phải ăn được thì chồng mình mới khỏe, mới cày ngày cày đêm được, chứ còn thì một người mà chỉ ẻo lả coi như là trông đợi vào người khác thì coi như làm được cái gì? Nói thật với các bạn rằng nói chuyện với Đông Nhi mình chỉ thích chọc để cho Đông Nhi nổi sung lên thôi. Mà mình thấy rất là buồn cười cái câu Đông Nhi bảo, ôi rồi nhìn em nó cứ phơi phới thế này này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nói thật ra không phải là mình chê Đông Nhi thế nọ thế kia đâu, nhưng mà các bạn biết đó, mình là bởi vì những người sống nặng về cái phần hồn á, họ hay coi như là nghĩ đến những cái gì nó thuộc về quá khứ, hay nói một cách khác là người ta đôi khi sống theo cái kiểu như là nó không thực tế đấy các bạn.
Những người như mình nó là như vậy. Chẳng hạn như các bạn thấy một cái mối tình qua đi đã gần nửa thế kỷ nhưng mà mình vẫn cứ ở trong lòng, lúc nào nó cũng hiển hiện như trước mắt. Chính vì vậy mà những người phụ nữ, đàn bà, con gái đến với mình sau này thì chắc chắn bị rất nhiều thiệt thòi, bởi vì hình bóng mà người con gái tên là Võ Ái Khanh trong trái tim của mình chỉ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Và Đông Nhi cũng là một trong những cái người mà đã đến với mình trong tình trạng như vậy thì rõ ràng là bị thiệt thòi. Không phải là mình chê Đông Nhi gì đâu, nhưng mà tính mình thì hay có tí tếu một chút, cho nên là mong rằng tất cả những bạn nào là đàn bà phụ nữ mà có béo một chút thì cũng đừng nghĩ xấu về mình là chê bai thế nọ thế kia. Chẳng qua là mình thích tếu. Còn thì rõ ràng cũng như bác kia, bác cái gì vừa nói đó, những người béo khỏe thì mới có cái sức làm việc được, cũng như Đông Nhi nói khỏe đó, có thể là làm tất cả những công việc đồng áng rồi tất cả mọi công việc được rất là tốt. Còn những người mà lả lướt nhỏ nhỏ nhắn thắt đáy tiếng ong như Tám Trang thì khó mà làm được những công việc khác nhau, có thể là làm ngồi bàn giấy mà thôi. Ở đây mình nói vậy là nó rất là sự thật. Mình cũng nói cái gen của nhà mình, tất cả những đàn ông thì không bao giờ được béo, đấy, nó ở mức độ bình thường. Nhưng mà mình chị gái và em gái của mình toàn cân vội là toàn 70-80 kg trở lên, toàn 78 kg với 80 kg trên. Nhưng mà những người béo thì nó hay có bệnh, và những người béo thì hay vô tư. Ở đây mình phải thừa nhận, có nghĩa chưa đặt mình xuống đã ngủ đã ngáy gầm gầm. Ở đây tại sao mình nói như vậy? Bởi vì mình có chị có em là một. Cái vấn đề thứ hai, mình đã nhận thấy Đông Nhi ở trong con người của Đông Nhi có những cái vấn đề đó, tức là rất vô tư, kể cả những cái chuyện đó có thể trời sập xuống ngay tại chỗ nhưng mà vẫn rất hồn nhiên vô tư. Cái chuyện này thì nói thật với các bạn, mình thấy cũng gọi là hơi đáng trách, nhưng mà đó nó thuộc về tính cách con người. Các bạn biết không, vào sáng ngày hôm nay thì Đông Nhi lại gọi điện cho mình. Vâng, câu chuyện không thể trở nên hài hước nữa, mà bởi vì đây là một câu chuyện nghiêm trọng. Tuy nhiên Đông Nhi lại kể chuyện với mình nhưng lại cười khanh khách các bạn ạ. Đó, cho nên là những người mà to béo thì lại hay vô tư, nó ở chỗ đó. Thì cái chuyện này thì theo như mình thì lại những chuyện này nó thuộc là hệ trọng, thì mình không thể cười đùa được mà mình rất là nghiêm khắc. Nhưng với Đông Nhi thì lại coi như là thấy cái chuyện đó là rất bình thường, và cùng Đông Nhi cười khanh khách như là rất cảm thấy như mình cảm tưởng như Đông Nhi rất rất là thỏa mãn. Và nếu các bạn không hiểu được tính cách của người ta thì các bạn có thể chê trách người ta rằng là ồ, cái người đàn bà này lại cười trên cái nỗi đau khổ của người khác thì như thế là không hay, không ra một cái gì. Nhưng thực sự ra đó là tính cách vô tư của Đông Nhi mà thôi. Mình xin kể lại câu chuyện sáng hôm nay Đông Nhi đã gọi điện nói với mình. Vâng, đây là một câu chuyện mà mình cảm thấy nó rất là đau lòng. Đông Nhi đã gọi điện mấy câu mở đầu mình rất là vui. Đông Nhi nói rằng là anh Thuyết ơi, anh biết không, Tám Trang chỉ mấy ngày nữa là chạy như gió, có thể là coi như không cần phải coi như là ai đứng bên cạnh nữa, và chạy cả 1 km không cần phải ai đỡ, không cần phải ai quan tâm. Mình thấy thế mình rất là mừng, mình bảo em lại nói đùa rồi làm gì, mà đang coi như đi coi như là độ khoảng 10 bước còn chưa được mà bảo mấy ngày nữa chạy như gió. Đông Nhi bảo em nói thật đó, anh không tin à? Thế bảo mình hỏi Đông Nhi bảo thế Tám Trang có những cái triệu chứng như thế nào mà em nói rằng là mấy ngày nữa sẽ chạy như gió. Là em cứ làm như là Tám Trang như là có một cái phép màu, hoặc là cái thuốc của em chữa trị như là có một cái gì gọi là coi như là thần thánh ở trong đó để cho Tám Trang uống để khỏe lại nhanh như vậy. Đông Nhi nói là em nói cho anh, từ trước đến giờ em không biết nói dối, một khi đã nói về cái câu chuyện sự thật này, em không biết nói dối. Thì sau đó mình bảo Đông Nhi kể lại, thì Đông Nhi đã kể lại rằng vào sáng ngày hôm nay Đông Nhi cho Tám Trang uống thuốc xong, thì các bạn biết không, uống thuốc xong một chút thì là lúc đấy là Tuấn và mẹ của Tám Trang dìu mỗi người một bên, là vẫn dìu Tám Trang đi. Ban đầu là cho Tám Trang khi uống thuốc xong một tí là đi ra được vườn đằng sau, là để cho Tám Trang đi 5-7 bước, thì sau đó là sợ Tám Trang là đi quá quá bước thì sẽ té ngã. Bởi vậy là Tuấn và mẹ của Tuấn là mẹ của Tám Trang là dìu một bên và Tuấn dìu một bên. Hôm nay thì ông Lâm lại để cho bà Lâm để dìu con. Hai vợ chồng là thay nhau, mục đích là sao? Mục đích là để cho Tám Trang nhận biết được người mẹ, người cha, và có thể rằng là trong cái cách của bác sĩ nói á, là kiểu như là khi mà tiếp xúc nhau bằng da thịt á, là cái tình mẹ, tình cha nó khác nhau, bởi vì người đàn ông là mang cái điện âm, điện dương, còn thì người đàn bà thì mang cái dòng điện âm. Cho nên là tốt nhất là phải cho Tám Trang tiếp xúc cả đàn ông lẫn đàn bà để cho có cả hai cái dòng điện đó. Theo cái cách của bác sĩ về khoa học là phân tích như vậy, mình không hiểu nhiều.
Thì hôm nay thì có Tuấn dìu Tám Trang ở bên và mẹ của Tám Trang ở bên sau khi uống thuốc xong. Thì lúc đó thì Đông Nhi cho Tám Trang uống thuốc xong rồi thì Đông Nhi ngồi ở cái xích đu các bạn, ở vườn mà đằng sau nhà của Tám Trang mà bác sĩ Trần thuê cho đó, là nó có như là các bạn biết là như là một cái khuôn viên để người ta chơi đùa rồi ăn uống, có cả cây cối ở đó và có những cái bàn bàn ghế để ngồi, ví dụ như là bày đồ ăn ra, có cả một cái mấy cái xích đu đấy người ta buộc bằng hai cái sắt và treo lên những cái cây và đóng cả cột sắt ở đấy để treo cái xích đu để ngồi đó, có thể là như là chúng ta như đu võng vậy. Thì chính là lúc đó là Đông Nhi ngồi ở cái xích đu đó và Đông Nhi đã mở mở ca nhạc để nghe các bạn ạ. Đông Nhi rất thích nghe những bài hát buồn, rất thích nghe những bài hát đó, và không biết thế nào mà Đông Nhi lại mở cái bài hát là Mẹ ơi xin đừng giết con. Vâng, và khi mà cái cô gái này các bạn biết rồi đó, thầy thuốc Đông Nhi này là một người mang cái bản tính, tức là người gặp con gái Tây Tạng nó rất là mạnh mẽ, một người đàn bà các bạn bảo cân vội một tạ mà to béo vô tư như vậy, là người ta cái gì cũng mạnh mẽ, và khi mở bài hát là mở rất to, nó là như vậy chứ không phải là mở nhỏ nhỏ cho một mình nghe, là mở lên cái điện thoại và bật cái loa ngoài lên hát rất là to các bạn ạ. Cái bài hát Mẹ ơi xin đừng giết con. Thì khi Tám Trang nghe đến bài này, nghe cái bài hát này, Tám Trang sững lại, Tám Trang lại đi mấy bước. Sau đến khi nghe thêm được một tí một cái thì Tám Trang hét lên: "Trời ơi con ơi, con ơi, anh Hùng ơi em giết con rồi, anh Hùng ơi em giết con rồi. Nghiêm ơi về với mẹ đi." Tám Trang cứ gào hét bắt đầu bịt du hai người ra, du cả Tuấn cả mẹ mình ra và ôm lấy tai, kiểu như không muốn nghe nữa ấy, không muốn nghe cái bài hát này nữa. Thì lúc đó thì không ai hiểu được cái gì cả, bởi vì không ai hình dung ra nổi giờ Tám Trang nghe được cái bài hát lại có cái phản ứng như vậy. Thì trong khi đó thì bà Lâm quá bị bất ngờ, bà Lâm còn bị té, tức lúc đó là Tám Trang tự nhiên như có một dòng điện rất là mạnh đang yếu ớt như là mùng tơi như vậy mà đẩy xô cả ngã gần như hai người. Tuấn thì khỏe hơn thì không bị ngã, nhưng còn mà mẹ của Tám Trang là bị ngã ngã ra ngoài, và Tám Trang muốn giằng cả tay Tuấn ra để coi như là hét lên để lấy hai cái bàn tay của mình bịt lại tai các bạn ạ. Thì nghe cái bài hát này nó là như vậy, thì lúc này thì Đông Nhi cũng không hiểu, Đông Nhi cũng không là thầy thuốc nhưng mà không hiểu được là vì Tám Trang nghe cái bài hát này đó. Ban đầu Đông Nhi và tất cả mọi người đều không hiểu, cả cha của Tám Trang lúc đấy là ông Năm thấy con hét như vậy thì cô đã mới chạy nao ra để đỡ, để ôm lấy con ấy. Mẹ của Tám Trang là coi như là ngồi dậy, coi như là cứ ra coi như là giật lấy Tám Trang là con làm sao thế. Lúc này thì Tám Trang ngồi xổm lại ở dưới đất các bạn và lấy hai cái tay cứ bịt lại tai, cứ kêu anh Hùng ơi em giết con rồi, con ơi con về với mẹ đi, đại khái là hét ầm lên như vậy các bạn. Thì sau đó một hồi thì coi như là Đông Nhi cũng thấy thế thì chạy ra, thì lúc này Đông Nhi đã tắt điện thoại đi chạy ra. Thì khi mà Tám Trang không còn nghe thấy bài hát nữa thì cô gái này lúc đấy là gục xuống các bạn, tức là lúc đấy kiểu như là sau cái sau một cái sự vận động quá mạnh bất thường ấy, thì Tám Trang gục xuống dưới đất, là lúc đấy là sau là ông bà Lâm sợ quá và cả Tuấn nữa bắt đầu phải dìu Tám Trang về phòng. Thì Đông Nhi bảo đừng cho về phòng vội, và hãy cứ để kiểu dìu Tám Trang, dù Tám Trang chưa đi được nhiều cứ cho dìu dìu ở đi quanh đi, đừng cho ngay vào phòng để đi làm, như thế là không tốt ấy, theo cái cách điều trị của Đông Nhi là như vậy. Thì sau cái câu chuyện này thì mình mới hiểu rằng là đó là do bài hát. Đông Nhi cũng không hiểu là do bài hát, nhưng mà chính Tuấn á, và coi như là ông Năm á, là hiểu là do con gái mình nghe cái bài hát này và nhớ đến con trai của mình đã chết, thì Tám Trang mới có những phản ứng dữ dội như vậy. Bởi vì Tám Trang gọi gọi tên Hùng, gọi tên Hùng rõ ràng là nhớ Hùng đúng không ạ? Buổi sáng hôm nay là Hùng đi học nhá, hôm nay là thứ hai Hùng đi học, và chính vì vậy mà Tuấn được được cái được áp sát Tám Trang để dìu Tám Trang đi. Nhưng trên này bây giờ Tám Trang lại gọi anh Hùng ơi coi như em giết con rồi, và con ơi con về với mẹ đi, mẹ giết con rồi Nghiêm ơi. Ồ, Tám Trang hét lên như vậy, và ông Lâm khi mà nghe Tám Trang là hét lên gọi tên con như vậy là ông biết rằng là con mình đã tỉnh đúng không, gọi tên của Hùng và con mình đã tỉnh, mà không biết cái sức mạnh ở đâu của con người của Tám Trang đang là lớt yếu đuối như vậy mà cô gái này mạnh mẽ đến lúc như thế, tức là trong người của ta có một cái dòng điện phản ứng gì nó cực mạnh nó bùng lên.
Thì sau khi đó, một lúc sau đó là Đông Nhi bắt là để cho vẫn cứ dìu đi chung quanh một tí đó mới bắt đầu đưa về trên phòng. Nhưng mà Đông Nhi vẫn không cho vào phòng nằm mà lại để bắt một cái ghế đi ra ngoài cái hiên đó, để ở đó và để ngồi ở trên cái hiên nhà để cho Tám Trang coi như là hít thở ấy, chứ không cho vào trong phòng. Đây là cái cách chữa bệnh của Đông Nhi, và theo Đông Nhi nói là làm như thế mới là tốt. Lúc này thì Đông Nhi đã bảo cha mẹ của Tám Trang là đi đi lấy nước cho Tám Trang uống. Thì ông Năm đã chạy vào phòng, chạy vào trong tủ lạnh là lấy cái quả dừa sáp là Tám Trang thích uống nước dừa đó cho Tám Trang uống, nhưng Tám Trang lại đẩy ra. Và theo cái cách cách nói của Đông Nhi đó, là Tám Trang coi như đôi mắt thất thần, như một kẻ mất hồn, và đôi mắt hướng nhìn về phía cổng. Ở đây là Tám Trang, theo như cách nhận xét của mình, là Tám Trang hướng mắt nhìn ra cổng để dõi nhìn một bóng hình quen thuộc. Đó chính là hình bóng của người yêu của mình, đó chính là Sinh Viên Hùng các bạn ạ. Nhìn cái cô gái, mình nghe nghe Đông Nhi kể lại thôi, mặc dù Đông Nhi vừa kể vừa cười khanh khách, mình rất ghét, lúc đó rất là bức xúc, rất là ghét Đông Nhi, bởi vì cái câu chuyện nó mang tính thương tâm như vậy mà Đông Nhi vẫn cứ cười khanh khách, bởi vì Đông Nhi bảo sắp khỏi bệnh rồi, Tám Trang sắp chạy như bay rồi. Tức là cô gái này, Đông Nhi này, cứ cười khanh khách khanh khách. Mình rất là bức xúc trong câu chuyện này nhưng không biết nói thế nào cả. Mà mình cũng thấy lạ, và tại sao như thế mà lại đi khỏi bệnh? Thì theo cái cách phân tích của Đông Nhi rằng là khi mà Tám Trang có một cái dòng điện mạnh như thế thì coi như là cái hiệu ứng tác dụng của thuốc nó sẽ lan tỏa đi trong khắp cơ thể, nó rất là ok. Khi uống thuốc mà coi như là con người của ta lại vận động mạnh như vậy. Tại sao trước đây Đông Nhi bảo là muốn cho Tám Trang đi hái thuốc cùng với mình, vừa uống thuốc vừa đi hái thuốc hàng ngày, leo núi leo đồi, phải vận động mạnh thì coi như là cái thuốc đấy nó mới lan tỏa được trong cơ thể của mình thì mới nhanh khỏi bệnh. Đây là cách chữa của Đông Nhi, mình không hiểu là đó là tốt hay là xấu, nhưng mà ở đây là Đông Nhi cười khanh khách là nói rằng sắp khỏi bệnh rồi. Vâng, bây giờ mình sẽ xin chia sẻ cái phần cái bài hát mà Đông Nhi đã bật lên hát, và lý do tại sao mà khi nghe bài hát này Tám Trang lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Thì khi mà mình hỏi Đông Nhi là bài hát đó là bài hát gì thì Đông Nhi nói rằng em cũng không biết bài hát đó là bài hát gì, nhưng mà em rất thích nghe bài đó, nó có những cái câu là mẹ ơi xin đừng giết con. Thì mình khi mà Đông Nhi nói một cái là mình thuộc ngay cái bài hát này. Nói thật với các bạn, cách đây khoảng 3 4 năm về trước mình đã thuộc lầu lầu từng câu từng chữ của bài hát mẹ ơi xin đừng giết con, bởi vì khi đó là mình có xem tranh luận, một cái cuộc tranh luận ở tại bên Mỹ, kiểu như là ở trong đất nước Mỹ nó có những cái mình không biết nói nào nhỉ, tức là họ có một cái đạo luật chống phá thai đấy các bạn, và có cái bài hát, mình nghe cái bài hát trong cái đạo luật mà khi mà người ta đưa ra tranh cãi ở cái quốc hội gì đó trong cái đạo luật chống phá thai, thì lúc đó là mình nghe cái bài hát mẹ ơi xin đừng giết con, có nghĩa nó mang cái nội dung là phản đối kịch liệt những cái chính quyền nào mà ủng hộ cho cái chuyện mà đi phá thai đó ở đất nước Mỹ. Và chính bài hát này mình được nghe cách đây độ khoảng mấy năm rồi mình thuộc, nhưng mà mấy năm vừa qua thì mình không nghe bài hát này nữa, cho nên là bây giờ mình cũng không được thuộc nhiều. Và bây giờ mình xin đọc lại, mình sẽ xin đọc lại toàn bộ nội dung cái bài hát mẹ ơi xin đừng giết con, và lời và ca khúc này là của cùng một tác giả tên là Hương Vĩnh. Mẹ ơi xin đừng giết con, vì con vốn là kết tinh mối tình mẹ cha. Dù con chưa từng nói năng nhưng con mang hình dáng mẹ, là một con người có quyền được yêu và quyền được sống và quyền được khóc một tiếng khóc chào đời. Con là mầm sống còn trong trứng nước, khi tròn ngày tháng con sẽ ra đời. Mẹ sẽ nhìn con giọt máu ngày kia, lay là hình dáng của mẹ hiền. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi giữa chiều lơi, cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con cảm mến ân tình của mẹ. Xin một lần nghe tiếng mẹ du hời à ơi. Mẹ ơi, con là bé thơ, đời con ai người chở che ngoài mình mẹ ra. Đời con như một đóa hoa vươn lên giữa mùa nắng hạ của một kiếp người. Mẹ đừng đổi lấy một lần lầm lỡ, một đời thờ ơ vì những hư danh cuộc đời.
đâu là đạo lý của muôn kiếp trước, đâu là quyền sống của những con người. 5 tháng dần trôi, giọt máu mẹ tôi vẫn còn gọi mãi giữa cuộc đời. Cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi giữa chiều lơi, cho con được uống đôi dòng giữa mẹ, cho con cảm mến ân tình của mẹ. Xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và để kết thúc video này, mình sẽ để cho tất cả quý khán thính giả cùng nghe cái bài hát Mẹ ơi xin đừng giết con, và do Linh Mục Xuân Đường hát bài hát này. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà Tám Trang thét lên đau khổ trong cái lỗi mất con nó là như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe xong cái ca khúc Mẹ ơi xin đừng giết con của tác giả Hương Bĩnh.
Đây cũng chính là lý do tại sao mà Tám Trang hét lên đau đớn nó là như vậy. Chính Tám Trang đã giết đi đứa con của mình. Không biết rằng đứa bé đó là trai hay gái, nhưng nó là một sinh linh bé nhỏ. Nó muốn cất tiếng khóc chào đời và nó muốn thấy ánh nắng mặt trời. Nó cũng muốn uống đôi dòng sữa mẹ của Tám Trang. Tuy nhiên, đứa bé đó đã không còn nữa. Và chính cái điều này đã khiến Tám Trang trở nên rất đau đớn. Và đó cũng là cái sự bất bình của mình khi nghe Đông Nhi cười khanh khách khi nói về câu chuyện này. Mình rất buồn khi mà nhớ đến Tám Trang. Không biết rằng lời nói của Đông Nhi có đúng sự thật hay không. Có nghĩa ý của mình muốn nói rằng không biết là Tám Trang mấy ngày nữa có tỉnh lại theo cái cách nói của Đông Nhi hay không. Mình hy vọng rằng có thể trong cái người ta nói rằng là trong cái rủi có cái may á, có thể là Tám Trang vì cái chuyện này đau đớn, rất là đau đớn, nhưng cũng có thể vì cái câu chuyện này Tám Trang sẽ khỏe trở lại lay mai. Mình hy vọng là vậy, và các bạn hãy chờ đợi ít ngày nữa xem Tám Trang là sao. Vâng, video của mình hôm nay xin tạm thời dừng ở đây. Mình xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những video sau.